da mà tăng sắc tố và lão hóa thì nên tiêm BAP hay tiêm meso? Đây là một trong những câu hỏi mà không phải mình bạn này hỏi đâu. Hoa nhận được khá nhiều đối với một số bạn mà bạn mắc nhiều cái tình trạng da trên cùng một nền da và bạn có những cái băn khoăn khi mà chọn một cái liệu pháp cho mình để xử lý. Vấn đề ở câu hỏi này Hoa sẽ chia ra làm hai ý. Một là bạn có vấn đề về tăng sắc tố và hai là bạn có vấn đề về lão hóa. Vậy thì đối với tình trạng tăng sắc tố thì chắc chắn là trước đó bạn đã phải có một cái tổn thương nào đó dẫn đến yếu tố viêm thì sau đó mới bị cái tình trạng tăng sắc tố sau viêm. Và sau tình trạng tăng sắc tố sau viêm thì bạn sẽ có thể là bị đen, bị cái phần melanin nó đẩy lên trên bề mặt và bạn bị đen thì đấy gọi là tình trạng tăng sắc tố. Cái thứ hai là vấn đề liên quan đến da lão hóa. Thì cái lão hóa này nó sẽ đến từ hai yếu tố. Một, có thể là đến từ lão hóa do tuổi, là do cái kiểu gen ở bên trong. Và cái thứ hai là cái lão hóa đến từ cái yếu tố bên ngoài, từ môi trường hoặc là từ bạn dùng sản phẩm sai cách. Thì cả hai cái bệnh lý này nó khác nhau hoàn toàn. Đối với vùng sắc tố thì bạn nên sử dụng những cái giải pháp liên quan đến xử lý sắc tố. Ví dụ như bạn bị tình trạng tăng sắc tố thì Chanexamic là một trong những cái sản phẩm bạn có thể lựa chọn. Nhưng nếu mà các bạn lại lựa chọn cái giải pháp để có thể là xử lý vấn đề về lão hóa thì bạn nên lựa chọn những cái thành phần, những cái dưỡng chất chứa trong meso nó có chứa nhiều các yếu tố tăng trưởng hoặc hyaluronic acid hoặc những cái yếu tố liên quan đến peptide, đến collagen để có thể kích hoạt lại các cái cấu trúc da cho bạn để giúp cái tình trạng lão hóa cũng như là nếp nhăn của bạn được cải thiện. Vậy thì đối với cái tình trạng của bạn, tiêm BAP hay tiêm meso thì đều cần phải xử lý, bởi vì BAP thì nó sẽ giúp da của bạn nâng cơ. Cái việc nâng cơ là nó sẽ giải quyết vấn đề chảy xệ nhưng chưa hẳn là nó đã giải quyết cái tình trạng lão hóa, ví dụ như các cái nếp nhăn nông, nếp nhăn chân chim, nếp nhăn li ti. Nó lại phải xử lý bằng những cái thành phần để nó có thể đưa vào HA hoặc là có thể đưa các yếu tố tăng trưởng để giúp cho làn da của bạn được cấp nước nhiều hơn, giúp tăng sinh collagen, giúp tăng sinh elastin tốt hơn. Nhưng mà nếu bạn muốn xử lý các vấn đề liên quan đến vấn đề về sắc tố hoặc là tăng sắc tố thì bạn lại có thể đưa một cái thành phần để xử lý các vấn đề về sắc tố. Vậy thì hai câu hỏi của bạn, hai cái bệnh lý của bạn trên nền da của bạn nó khác nhau hoàn toàn. Vì vậy cho nên BAP nếu cần thì bạn vẫn phải xử lý. Nhưng mà ở đây thì tình trạng da của bạn, một là tăng sắc tố và hai là nó bị lão hóa thì đều có thể xử lý được bằng meso.